Minh Đường Tử Vi Hân Hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con Giáp thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 9 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này là ngày kỷ hợi, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc ngọc đường giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc tư mệnh giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thanh long giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc minh đường giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỹ giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bảo quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ kỵ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh bình địa mộc ngày kỷ hợi tức can khắc chi nghĩa là thổ khắc thủy và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm bình địa mộc kỵ tuổi quý tỵ ất mùi ngày thổ hành mộc khác với hành thổ đặc biệt là tuổi tân mùi kỵ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc ngày hợi lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi thành mộc cục xung với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọ vài tuổi xung khác trong ngày tuổi tân tỵ đinh tỵ tuổi sung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có sao tốt như sao phúc hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao xấu trong ngày gồm có sao chu tức hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao tội chỉ, kỵ về tế tự, tố tụng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng chính nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang cảm thấy mình thật may mắn khi luôn có người thương ở bên hỗ trợ ủng hộ mọi quyết định của mình. Ngày này đối với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương hội báo hiệu sẽ còn có nhiều tin vui đến với bạn nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi Tý, bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy tầm quan trọng của sự sáng tạo trong công việc mà bạn tuổi Tý đã thể hiện. Bạn mệnh có thể đạt được những bước ngoặt đáng kinh ngạc nhờ vận dụng tốt khả năng sáng tạo của mình để vượt qua được những cái khó khăn, thử thách trong công việc cũng từ những tình huống khó khăn đó, cấp trên sẽ dần dần nhận ra và công nhận năng lực thực sự mà bạn tuổi tuổi tí đang sở hữu. Và với bà tuổi tí, hãy vượng tin và làm theo những điều mình cho là đúng. Về tử vi tuổi giáp tí, thuộc kim, tình cảm thăng hoa nhờ sự thấu hiểu và tin tưởng tử vi tuổi bính tý thuộc thủy chẳng sợ khó khăn vì biết cách vượt qua tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa sau khó khăn là thách thức là cơ hội hiếm có tử vi tuổi canh tý thuộc thổ cần phát huy triệt để khả năng sáng tạo của mình tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc đừng quên tình cảm có thể được bồi đắp theo năm tháng và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bà tuổi Sửu, đây là lúc mà bản mệnh cần phải mạnh mẽ hơn, chủ động hơn trong chuyện tình cảm của mình. Ngày này đối với bà tuổi Sửu đang gặp được ngày hợi Sửu tương hội. Nếu yêu thương đối phương, bạn hãy thổ lộ tình cảm của mình dành cho họ việc trì hoãn bày tỏ tình cảm có nhiều lý do, xong nó có thể dẫn đến những hậu quả không ai mong muốn và hôm nay đối với bạn tuổi Sửu dễ thành công hơn trong việc tỏ tình. Chắc hẳn bạn không muốn người mình yêu siêu lòng vì người khác đâu bạn tuổi Sửu nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có thiên tài nhập mệnh cho nên, về phương diện tài chính của bạn tuổi Sửu không phải là vấn đề mà bạn cần phải lo lắng trong ngày hôm nay. Bạn mạnh tuổi Sửu có thể yên tâm về dòng tiền đang chạy về túi của mình nhờ sự may mắn hiếm có trong cái vận may của mình. Và trong ngày này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang có được báo hiệu xuất hành thì có quý nhân phù trợ, buôn bán gặp thời, buôn may bán đắt, mọi việc đều tốt, cầu tài lộc đều được như ý muốn. Vài tử vi tuổi ất xỉu thuộc kim, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Tử vi tuổi đinh xỉu thuộc thủy, có nhiều cơ hội để được hạnh phúc. Tử vi tuổi kỵ xỉu thuộc họ, nên tin tưởng vào tình yêu của mình. Tử vi tuổi tân xỉu thuộc thổ, đừng chần chừ để rồi phải hối hận. Tử vi tuổi quý xỉu thuộc mộc, mạnh dạn nắm bắt cơ hội, tài lộc để được phát tài. và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. tử vi tuổi dần thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là với bà tuổi dần có thể sẽ cảm thấy choáng ngợp trước tình yêu to lớn mà người ấy dành cho mình và bạn tuổi dần bạn biết tình cảm không thể đong đếm được nhưng trong ngày này với bà tuổi dần đang gặp được ngày dần Hợi nhị hợp cho nên tình yêu ấy thực sự biết gây choáng váng với bạn. Tuy nhiên, trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dần, sau khi cú sốc về tình cảm bất ngờ đi qua, bạn tuổi dần cần phải chuẩn bị tinh thần để đón tin xấu về tài lộc bởi trong ngày này với bạn tuổi dần đang gặp ngày có kiếp tài gây hại, nó sẽ khiến cho bạn mất đi cả những gì mình đã tích góp bấy lâu nay nữa bản mệnh tuổi dần trong ngày này cần phải bình tĩnh, tỉnh táo khi đón nhận tin xấu này. Đừng cố quá căng thẳng, độ lỗi cho mình. Ai cũng có lúc mắc phải sai lầm, cần phải biết vực dậy tinh thần để tìm cách lấy lại những gì mình đã mất. Và tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, tiền bạc mất mát, thất vọng về bản thân. Tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, có nhiều cơ hội, Đốn tình yêu đến từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ hãy hạnh phúc với những gì mình đang có từ vi tuổi canh dần thuộc mộc nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với người mình yêu thương từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim đừng dễ dàng đặt lòng tin vào người khác quá mức và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 4, số 8, giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là với bà tuổi mão đang có được báo hiệu trong ngày này sẽ gặp được quý nhân tam hợp phù trợ nhờ thế mà những mâu thuẫn trong gia đình nhanh chóng được hóa giải. bạn tuổi mão bạn chấp nhận lùi một bước để giữ lại hạnh phúc cho mình. tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mão, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, lại thể hiện sự cố chấp trong công việc của mình ngày hôm nay. Dường như bạn tuổi mão, việc lùi bước trong tình cảm đã là giới hạn với bạn, bạn muốn mọi người phải làm việc theo ý của mình mới chịu được. Điều này khiến cho bạn tuổi mão dễ bị đồng nghiệp bất mãn, không hợp tác, bạn đang có sự độc đoán khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình. Mặc dù có nhiều kẻ hở trong đó, công việc của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay vì thế mà không được thuận lợi cho lắm. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy có sự cố chấp làm điều mình cho là đúng. Tử vi tuổi đinh mão thuộc họ lùi một bước trời cao biển rộng. Tử vi tuổi kỵ mão thuộc thổ đừng tự cho mình là cái rốn của vũ trụ tử vi tuổi tân mão thuộc mộc cứu thoát được tình yêu bên bờ vực tan vỡ tử vi tuổi quý mão thuộc kim công việc bất ổn gặp nhiều khó khăn và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 9 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Tử vi tuổi thìn thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là cái vận trình con đường tài lộc của bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay khá chi là lý tưởng. Bạn mệnh có được chính tài ở bên, nguồn thu nhập với bạn tuổi thìn đang được ổn định và vững vàng sẽ giúp cho bạn thoải mái trong việc chi tiêu cho nhu cầu trong ngày. Còn riêng về chuyện tình cảm của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này, bạn lại đang gặp phải nhiều rắc rối khi mà đang gặp phải cục diện ngũ hành thủy thổ tương xung sẽ khiến cho những mâu thuẫn bất đồng giữa hai người bùng nổ nhanh chóng. Chính bạn cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cái tôi của hai người đều quá lớn, cho nên chị muốn nói cho người khác nghe, chứ không muốn lắng nghe lý lẽ của đối phương đưa ra. Điều đó khiến cho những mâu thuẫn càng ngày càng leo thang, chứ chẳng thể nào dập tắt được và tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ tình cảm cần đến từ hai phía tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ nên cảm thông bao dung và tha thứ cho nhau tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc tiền bạc được dồi dào thoải mái cho việc chi tiêu tử vi tuổi canh thìn thuộc kim cần tập trung làm tốt công việc của mình tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy đừng quá khắt khe với người mình yêu thương về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi giàu tuổi thân... tử vi tuổi tỵ thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi tỵ, cho chúng ta thấy là con đường tình duyên của bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay đang có điểm báo không được thuận lợi cho lắm. Bởi ngày này với bà tuổi tỵ, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi, cho nên bạn tuổi tỵ đang kiến các trọn canh, không quan tâm tới tình cảm thực sự, chỉ chăm chăm nhìn theo điều kiện, hoàn cảnh của đối phương. Và với bạn tuổi tỵ nếu cứ giữ thói quen xấu như vậy, bạn có thể sẽ đánh mất nhiều cơ hội để có được tình yêu đích thực cho mình. Những vấn đề sau này còn có nhiều, nếu không có tình yêu thực sự thì đôi bên khó có thể vượt qua được. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi Tỵ, bạn cũng đang gặp ngày có thương quan xuất hiện. Nối tiếp tử vi ngày này với bà tuổi Tỵ là lời cảnh báo cho bạn nên cân nhắc kỹ trước những hành động của mình. Đừng nghĩ rằng mình luôn là người thiệt thòi, bạn có thể bị cấp trên đánh giá xấu về thái độ làm việc của mình. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc họ tình yêu không được thuận lợi như mong muốn, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ công việc tiến triển xấu, có nhiều trở ngại, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, tinh thần làm việc xa sút không có nhiều nỗ lực, tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim, nên đảm bảo bản thân thực sự hiểu được mình muốn gì, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, chớ nên bộ lỡ cơ hội để được hạnh phúc. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo Mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ đang gặp phải ngày của thực thần chiếu mệnh, đây là cơ hội để cho bạn phát tài phát lộc đến rất gần và bạn tuổi ngọ bạn sẽ gặp được nhiều thuận lợi trong việc làm ăn, buôn bán của mình. Lợi nhuận sẽ tăng lên gấp bội phần cho bạn. Thời điểm cuối năm là cơ hội tốt để cho bạn tuổi ngọ thâu tốm về tài lộc cho mình. Bạn mệnh nên biết nắm bắt cơ hội. Có thể những chuyện trước đó khiến cho bạn e ngại. Nhưng nếu như bạn cứ chần chừ thì sẽ chỉ có nhận lấy thất bại mà thôi trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi ngọ bạn cũng đang gặp ngày thủy họa xung khắc cái điều này cho thấy với bà tuổi ngọ đôi khi sự cố chấp sẽ khiến cho tấm màn mỏng manh giả tạo giữa hai người sụp đổ tình cảm đứng trước bờ vực tan vỡ thiếu sự chia sẻ và cảm thông với nhau đôi bên chẳng thể nào đi xa hơn được nữa về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tiền bạc ầm ầm đổ về nhà tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy cơ hội phát tài phát lộc ngay trong tầm tay tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa tình cảm đôi bên sứt miệng nghiêm trọng tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ dễ gặp những vấn đề tồi tệ trong gia đình tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc nên cố gắng kiếm tiền trước khi quá muộn và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần, Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi mùi, cho chúng ta thấy là bà tuổi mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hội mão mùi phù trợ. Mặc dù bạn tuổi mùi đang cảm thấy khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm của mình, song bạn đừng có quá lo lắng, trái tim sẽ làm việc của nó và hôm nay là thời điểm đào hoa được khởi vượng và bạn tuổi mùi sẽ có được nhân duyên như ý muốn. Và nếu như bạn tuổi mùi không dễ nói tiếng yêu thành lời thì hãy dùng hành động để người ấy có thể hiểu được nỗi lòng của bạn. Khi hai trái tim cùng chung nhịp đập thì sẽ rất dễ dàng để hiểu được lòng nhau. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp được ngày có thiên tài độ mệnh tiền bạc không phải là điều mà bạn tuổi mùi quan tâm nhất bây giờ. Tài lộc không cầu cũng tự tới với bạn tuổi mùi sẽ có được vận quý nhân dẫn đường trị lối tìm được cơ may về tài lộc bất ngờ và dễ dàng trong ngày hôm nay. Ngày này với bà tuổi mùi đang có được tin báo tốt lành, niềm vui đến, gặp gỡ trao đổi công việc được thuận lợi, không cần phải lo lắng số có được lộc khốc theo chân tài lộc ẩm ẩm về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim đào hoa khởi vượng tình duyên như ý tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy tiền bạc được dồi dào kiếm tiền dễ dàng tử vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa tình cảm không cần phải nói thành lời tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ có người yêu thương và chăm sóc là hạnh phúc tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc nên nắm bắt thời cơ để kiếm tiền tốt. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Tử vi tuổi thân thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi thân, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung dần thân tị hợi, cho nên về chuyện tình cảm của bạn tuổi thân không được tốt cho lắm. Ngày này với bạn tuổi thân đang cảm thấy chán nản vì những mâu thuẫn bùng nổ liên tiếp trong mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy. Cục diện ngũ hành tương hại cho thấy sự tổn thương mà đôi bên gây ra cho nhau không hề nhỏ. Chẳng ai hiểu được tại sao mình lại làm những cái điều khiến cho người mình yêu cảm thấy đau lòng đến như thế. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi thân, may là bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, là vị thần họ mệnh cho công việc ngày này với bạn tuổi thân. Bạn mệnh sẵn sàng có được tinh thần chiến đấu với bất kỳ khó khăn nào và vượt qua mọi trở ngại để đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra từ trước đó. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy tình cảm không được như ý muốn, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa công việc tiến triển tốt ngoài mong đợi, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ nên hiểu và thông cảm cho người mình yêu tử vi tuổi canh thân thuộc mộc hãy nắm bắt cơ hội thật tốt để không thất bại tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim có thể thăng tiến nhanh chóng trong thời gian tới vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn, số 4, số 8, giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi giàu, thứ ba, ngày 22 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi Dậu, chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này đang có điểm báo cần phải cẩn trọng với cái mối quan hệ xã giao của mình. Ngày này với bà tuổi Dậu đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, đây là điểm báo tiểu nhân thị phi bộ vây cuộc sống của bạn. Và với bà tuổi Dậu trong ngày này rất dễ gặp họa tiểu nhân, công việc của bạn dù có thuận lợi đi chăng nữa cũng không được chủ quan và với ba tuổi dậu dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm của người khác mắc phải với mình đó vốn là điều tốt nhưng đôi khi nó biến bạn thành đối tượng bị lợi dụng hết lần này tới lần khác và với ba tuổi dậu bạn không thể nào chống đỡ với những đoàn hỉm từ kia được coi là bạn với mình trong ngày thứ ba này đối với ba tuổi dậu cũng đang gặp ngày có kim sinh xuất chua thủy có những mâu thuẫn trong tình cảm cá nhân càng khiến cho cuộc sống của bạn tuổi dậu thêm phần tồi tệ hơn. Bạn chán ngán với việc cứ phải đi theo sau, làm vừa lòng người khác. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, công việc bất ổn, dễ bị hiểu lầm. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, tiểu nhân không ngừng tìm cách phá hoại công việc của bạn. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, cẩn thận trọng khi Kết giao với những người khác, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc, tình yêu đôi lứa, đứng trên bờ vực tan vỡ, tử vi tuổi Quý Dậu thuộc Kim có thể sẽ cảm thấy chán nản và muốn từ bỏ. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tuất đang gặp được ngày có chính tài nhập mệnh, cho nên con đường tài lộc của bạn tuổi Tuất trong ngày hôm nay khá chi là tốt. Bạn mệnh hãy làm tốt công việc của chính mình, tập trung để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bởi nguồn thu chính của bạn đến từ công việc chính. Có điều, trong niềm vui về tài lộc không thể khỏa lấp được nỗi buồn cô đơn trong tâm hồn của bạn tuổi Tuất, bởi ngày này với bạn tuổi Tuất đang gặp ngày Thủy thổ xung khắc bạn và người ấy không tìm được tiếng nói chung những lần nói chuyện với nhau nhanh chóng trở thành sự cãi co còn đối với những bạn đang còn độc thân cũng cảm thấy thất vọng với việc tìm kiếm một nửa cho mình bạn không hiểu tại sao không thể nào thân thiết và đặt lòng tin vào người khác và với bạn tuổi tuất có thể vì thế mà cảm thấy buồn bã không thôi về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ tình duyên kiếm sắc đào hoa ảm đạm. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, tiền bạc đến chủ yếu từ công việc chính. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, thiếu tiếng nói chung dẫn đến sự mâu thuẫn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc Kim cần phải cố gắng nhiều hơn trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc Thủy, thu nhập ổn định, không có nhiều lo lắng. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp. 4 sao tài lộc, 5 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao. Con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Từ vi tuổi Hợi thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi Hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Hợi đang gặp ngày của cục diện ngũ hành, Hợi hợi tự hình, có nhiều vấn đề nảy sinh khiến cho mối quan hệ giữa bà tuổi Hợi và người ấy không được khăng khít như trước nữa. Và với bà tuổi hợi, mong muốn tìm lại được tình yêu như ngày nào. Tuy nhiên, với bà tuổi hợi lại có phần tự ti, không dám nói lên tiếng nói của lòng mình. Bạn cảm thấy mình không đủ xứng đáng đứng bên người ấy, suy nghĩ, rời bỏ đối phương dù là trái tim của bạn thuộc về người ấy. Ngày này đối với bà tuổi hợi, may là lại đang gặp được ngày có chính ấn hỗ trợ cái lối đi tới thành công cho bạn ngày hôm nay rất chi là sáng lạng. Sự nghiệp của bạn tuổi hợi sẽ đạt được nhiều bước tín đáng chúc mừng khi mà bạn tuổi hợi luôn dồn hết tâm sức vào để làm việc mình mong muốn. Với bạn tuổi hợi trong ngày này, gặp gỡ đối tác, lãnh đạo, quan chức gặp nhiều may mắn, có được quý nhân giúp đỡ, công việc được êm xuôi, không cần phải lo lắng về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa công việc tiến trị tốt được cấp trên yêu ái tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tình cảm mâu thuẫn tự mình tổn thương tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc không tự tin nói lên điều mình muốn tử vi tuổi tân hợi thuộc kim chủ động tìm kiếm cơ hội thể hiện mình tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy sự nghiệp tiến trị tốt vượt ngoài mức mong đợi và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 6 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu bạc quý nhất phù trợ tuổi Tý tuổi Sửu tuổi Mùi Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.